nay chủ nhật mình quay clip gì dài dài đi anh. Chơi trò chơi đi. Hay là mình nấu ăn đi anh Vinh ơi, em phải làm clip nấu ăn lắm. Tiếp tục làm video nấu ăn nữa đúng không các bạn, nó cũng hơi nhàm chán. Ngày hôm nay chúng ta chuyển sang chủ đề mới, trang trí món ăn. Trang trí món ăn tức là mình trang trí mấy cái dĩa cơm đúng không anh? Đúng rồi đó. Bây giờ sẽ là đến khâu chuẩn bị các nguyên liệu. Cu da đen đi về nhà hái xoài, Đại và anh sẽ đi lên siêu thị mua đồ về nhà để trang trí. Nhà có khế không? Dạ có. Cưng với Tiểu Cường sẽ đi hái khế nha. Dạ. Nhà em xài nhiều lắm, anh cho em mượn camera đi quay cho các bạn coi. Bọn mình đang trên đường đi hái xoài nha các bạn. Cái nãy hả? Dạ. Trái xoài đây nghe các bạn. Nào chơi 4 trái nha các bạn. Bó bọc, bó bọc. Giờ mình với Tiểu Bảo đang đi trên đường hái khế nha các bạn. Khế sạch lắm nha các bạn, không có hư tới sâu gì hết. Cá này đi, cà bi nè, rất là quan trọng luôn. Dâu kìa anh Vinh ơi, mua không? Lấy hộp đi đi, coi chừng dập á, dễ dập. Để đây rồi. Bây giờ bọn mình sẽ mua thêm vài thứ để trang trí nha các bạn. Chocola nè. Được. Lấy cái này đi. Bây giờ. Giờ mình mua con biển hay gì anh Vinh? Lấy 2 gói. Thêm gói nữa. Rồi. Mình và Đại đã đi siêu thị mua đồ về rồi. Còn ở đây thì bạn Ngọc cũng đã hái xoài xong. A Bảo với Tiểu Cường thì cũng đã hái xong mấy trái khế rồi nè các bạn. Khế này thì thôi khỏi có sợ thuốc sâu luôn. Rửa kỹ kỹ á gần rồi. Mấy đứa nhìn anh đã mua gì về đây. Wow. Ghê chưa? Để yên đó, để yên phía bên ngoài này đi. Mình chuẩn bị sẵn hết. Salad này là rửa rồi luôn, sẵn luôn rồi. Rồi dọn dẹp cái bọc qua trong quăng vô sọt rác đi. Mở khui hộp ra sẵn đi cơ. Có nghĩa là ai có nhu cầu cần cái gì thì tự mình đi lại đây, giống như ăn buffet hiểu không? Yeah. Thích trang trí cái gì tự lại đây lấy ra trang trí, miễn sao đẹp nhất. Nhớ nha, ba người mà trang trí cái dĩa cơm của mình đẹp nhất. Ba người trang trí đẹp nhất thì được cái gì anh Vinh? Mỗi người 100.000. Yeah. Cái này là cái trứng hay gì trời? Đúng là cái thằng quê mùa. Cái này là cà chua bi mày không biết nữa. Trên này chữ cà chua bi nè. Đúng rồi, đó giờ tao có ăn này đâu mà tao biết. Ai ăn gì ăn. Đối với tôi dâu tây là ngon nhất các bạn. Dùng để luộc trứng cút nha các bạn. Lấy trứng cút đưa cho anh. Mình gắt lá dứa để mình xay ra mình nấu cơm, để cho cơm của mình nó đổi màu, cho nó đẹp, thơm. Clip à, nghĩa là clip chất lượng thì ra, còn clip nào mà mình cảm thấy nó không chất lượng thì mình sẽ không có ra các bạn. Đó. Và các bạn cũng đừng có quên đăng ký luôn cái kênh thứ hai của mình là kênh Tony Vlogs. Đó, cái kênh nằm đây nè, để các bạn biết cuộc sống đời thường mình hay làm cái gì, mình sẽ quay mình up ở bên đó nha. Hồi nãy mình đã, các bạn đã thấy cái quá trình mình đi cắt lá dứa, sắc lá dứa, xay lá dứa, chế nước lá dứa vào trong cơm. Giờ mình phải nấu cơm chứ, đúng không? Cơm lá dứa rất là thơm luôn nha các bạn. Mình sẽ lấy cái này. Cái này chính là cái khuôn. Đây chính là cái khuôn nè các bạn. Mình sẽ múc cơm mình để vào đây. Đầu tiên ăn cơm phải xới lên trước chứ. Cơm lá dứa đúng là thơm thiệt. Ây da. Cái hình con mèo hết chưa. Bây giờ một con màu xanh, sẽ lấy tiếp theo là một con màu gì đây? Màu trắng. Giờ anh Vinh hướng dẫn cách xài khuôn nha các bạn. Đây, các bạn có nhìn thấy cái gương mặt của ba con mèo không? Đấy. Ở phía sau nó là có những cái răng cưa dùng để mình cắt rong biển đó các bạn. Đây là rong biển nha. Giờ mình sẽ cắt nè, cắt thì dễ lắm. Ấn mạnh xuống nè. Đẹp chưa? Phía bên đây con mắt nữa. Ở đây, các bạn nhìn thấy đây chính là hai con mèo mà mình đã trang trí được rồi nè các bạn. Đấy, tiếp theo là phải trang trí trái cây bên cạnh đó. Hai lá khế, ba lá khế. Anh Vinh ơi, ba miếng khế của anh bị sâu ăn hay gì kìa? Ấy dạ. Cái gì vậy? Nói giỡn, các bạn hoa khế này bị sườn. Ủa,
hồi sớm đó giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách trang trí được một cái dĩa ăn như thế này rồi đây, các bạn nhìn thấy nè, rất là đẹp. Cuộc thi này mang tên gì vậy? Cuộc thi đầu bếp trang trí mèo siêu dễ thương. À, nghe cái tên thật là yếu đuối quá đi. Yếu đuối anh có thể không chơi đó hả? Thôi em chơi anh Vinh ơi. Rồi mỗi đứa phát dĩa ra cho mấy đứa đi, mỗi người là một cái dĩa nha. Mình đang ép thành con mèo nha các bạn. Rồi lấy ra đây thử coi, dặn khuôn xuống, lấy khuôn dặn mạnh xuống cưng ơi. Nãy giờ nhìn ta làm quá đã luôn, giờ tới mình làm nè các bạn. Ép mạnh xuống, dở ra rồi ấp lại. Mình ép rong biển xuống ra hình mặt mèo nè các bạn. Mình khỏi cần khuôn các bạn, mình tự cắt luôn. Rồi đập đi. Rồi dở lắm. Nào nãy giờ đó dính rồi đó nè, nó dính vô trong này luôn nè. Quá tốt. Để vô. Quá tuyệt vời. Gỡ xuống. Ừ. Nào. Rồi dở con mèo lên coi. Trời này gan quỷ dương chứ mèo gì trời. Mèo này có ai đây là dễ thương chứ vậy? Ôi ngáo nghe. Ôi. Ủa sao mèo này có một mắt vậy? Mèo này bị mù hết một bên rồi. Tiểu Phương này tính làm mấy con vậy? Dạ ba con. Ấp con kia luôn. Just to know what you knew. Christmas every time we start locking eyes. I'm lost control. Oh, it's paradise with honesty. But I'm in the dead of the night. Let the darkness. Rồi bây giờ nạp anh đi, mình và các bạn sẽ chấm điểm coi ba bạn nào trang trí cái dĩa cơm con mèo đẹp nhất nha. Xách đi đây, xếp hàng đi. Có một con mèo Hello Kitty vậy. Mèo này làm xấu quá, trang trí lộn cộng, 3 điểm. Bước vô trong kia. Người thứ hai. Wow, có sáng tạo nha. Hai con mèo tai đen và một con mèo tai trắng có sáng tạo. 8 điểm, vô trong. Tiếp theo. Để coi cái gì vậy? Nhìn kỹ mới thấy 4 con mèo nè các bạn. Xà lách gì đâu che hết trơn rồi. Rớt. Tiếp theo. Đưa xuống. Dưa leo sắc ngay ngắn. Có mấy viên kẹo cũng đẹp quá ha. Hai con mèo. Ủa có 1 con mèo vậy? Ít vậy. Trang trí có sáng tạo nè. Hai miếng dâu tây ốp xung quanh bởi một cái bánh bao. 8 điểm. Bước vào trong. Dễ em chắc ăn là đậu rồi. Ở đây. Kiểm coi 3 con mèo. Con mèo đầu tiên mắt bị lé rồi, mắt luôn cái miệng bị méo. Con mèo thứ hai đẹp, con mèo thứ ba cái lỗ mũi hơi bị chênh lệch. Trồng mấy cái lá cải lên trên cục phô mai ha, có sáng tạo. 6 điểm, vào trong. Tiếp theo đưa đây. 7 điểm, biết sao 7 điểm không? Bởi vì cưng có 1 con mèo à, hiểu không? Con mèo nhiều thì điểm nó mới cao được. Vào trong. Rồi coi. Chị tùm lum tùm lá hết trơn vậy. Nhìn thấy chóng mặt luôn á, cưng che mấy cái này là hết trơn, ai đâu không thấy con mèo nữa. 5 điểm vào trong luôn đây, khỏi chấm tép. Đưa này đây. Ngay ngắn đâu đó đàng hoàng. 9 điểm. Yeah, cảm ơn Vinh. Đây, thành viên tiếp theo. Đưa đây. Wow. Thấy chưa, ít nhất cái dĩa cơm người ta cũng phải như thế này. Ba con mèo nó không bị che bởi những cái quả tiết. 9 điểm. Wow. Cảm ơn Vinh. Vào trong. Tiếp theo, chị lớp 9 hả? Chị có 2 con mèo vậy? Đơn giản. Wow, khúc dưới này có mấy cái miếng cà chua đẹp quá nha. 8 điểm. Sau khi chấm điểm xong thì mình đã tìm ra được hai bạn trang trí rất là đẹp, đó là bạn Thành Ngáo và bạn Tiểu Cường. Đây là hai dĩa cơm của hai bạn ấy nè các bạn. Đây là những dĩa cơm hình con mèo của ba thí sinh 8 điểm đây. Các bạn còn lại bình chọn cho thí sinh nào thì đứng ngay sau lưng của thí sinh đó. 3 giây bình chọn bắt đầu. Anh em vẫn ủng hộ và bay đi ủng hộ gái. Vậy thí sinh 8 điểm có số bình chọn cao nhất đó chính là chị Thảo. Chị Thảo chính là thí sinh đạt được giải 3. Đến giây phút trao thưởng nha các bạn, 100.000 của cưng nè. Cảm ơn anh Vinh. Còn lại đây, Cầm cưng với ai? Tiểu Cường.
hai đứa tự chia nhau nghe nha. Ừ, còn cơm này ở đây mấy đứa ăn thoải mái đi. Các bạn nhìn mình ăn con mèo nè. Ăn mà nhìn tội nghiệp con mèo luôn á. Nhìn con mèo không muốn ăn luôn á, thấy tiếc quá. Ăn xong bánh bao rồi mình mới ăn con mèo nha các bạn. Kẹo trái tim hả? Không ngờ ăn cơm với kẹo này ăn ngon thật chứ. Em thì chỉ khoái vô tay à. Thấy con mèo á. Đó là nó tiếc mèo mà nó cắn cái muốn hết luôn. Đây là cái video đầu tiên trong kênh của mình nghiêng về cái hướng là phong cách và trang trí. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn những video sau nha. Trời ơi. Ồ. Ôm ngộ không ăn chậm đau. Gái. Em thích cá lắm luôn á. Ồ ghê nha. Nàng tiên cá. Quá may mắn. Ừ, đau cưng 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 cưng. Con heo. Trời ơi. Trời. Mới vậy nhẹ thôi con ơi, cái này nó dễ bị ẩn lắm á. À, mày làm vậy với mũi rồi. Hả? Trời ơi, các bạn ơi, chưa làm gì hết mà đã làm gãy cái mũi của con si chấm rồi. Trời, lấy cây vắn sắt dán lại. Con khỉ này em tô giấy đào do vậy tô có cái lông khỉ.